vị, khoảng thời gian dài chống chọi với COVID-19 cũng khiến xu hướng của thị trường có những thay đổi rõ rệt, trong đó thương mại điện tử nổi lên như là một thế mạnh của các doanh nghiệp trẻ hiện giờ. Tại Đà Nẵng, sau khi bước vào trạng thái mới, sự phát triển của các kênh thương mại điện tử trên đa nền tảng đã góp phần giúp các doanh nghiệp trẻ đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số. Là một doanh nghiệp mới được thành lập vài năm trở lại đây, từ ảnh hưởng liên tiếp của các đợt dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Vinsix đã định hướng phát triển chuyển đổi số ngay từ ban đầu. Điều này còn phù hợp và thuận tiện hơn khi dòng sản phẩm chính của đơn vị phần lớn thiên về dược liệu, một trong những sản phẩm rất được ưa chuộng trên các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, công ty đã trụ vững qua những giai đoạn khó khăn khi thành phố chống chọi với đại dịch. Cái lợi thế mà chúng tôi ngay từ đầu cũng đã xác định là làm sao để đưa cái sản phẩm lên các cái sàn thương mại điện tử. Và ngay từ cuối năm 2019 là công ty cũng đã đưa các cái dòng sản phẩm lên cái sàn thương mại điện tử Lazada, và sau đấy là Tiki, Shopee, và cũng đầu tư xây dựng cái trang web của bán hàng của công ty. Ngoài ra thì cũng tận dụng các cái kênh quảng bá sản phẩm trên Facebook, trên YouTube, vân vân. Bên cạnh những lợi thế thì việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử cũng gặp không ít khó khăn khi tâm lý ban đầu của khách hàng thường muốn được sờ tận tay thay vì chỉ xem qua các kênh mạng. Quá trình chuyển đổi số cũng tạo áp lực không nhỏ cho các doanh nghiệp trẻ, từ khối lượng lớn mặt hàng phải cập nhật thường xuyên cho đến việc xây dựng thương hiệu, các chương trình thu hút khách hàng. Ngoài ra, cạnh tranh thị trường cũng là một trong những áp lực lớn khi chuyển đổi số. Cái việc mà bán ở trên mạng thì chỉ có thể nhìn qua hình ảnh mà thôi. Thì trên hình ảnh thì chúng tôi cũng đã cố gắng để có thể đưa những cái hình ảnh chân thật nhất và nó có đầy đủ thông tin nhất để khách hàng có thể nắm được. Bên cạnh đó thì cái việc chúng tôi xây dựng cái việc mà mình có thể tự động hóa được, mình tiếp cận với lại các khách hàng tiềm năng cũng như các cái khách hàng mà muốn tìm hiểu về sản phẩm, thì chúng tôi luôn có những cái cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với khách hàng, chat với khách hàng và trao đổi để họ có thể cần cái gì thì chúng tôi sẽ trả lời đáp ứng cho họ người đó. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp trẻ vẫn đồng ý rằng chuyển đổi số đã, đang và sẽ là xu hướng chính và trọng tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong thời đại mới, nhất là khi chúng ta đang phải sống chung với dịch bệnh. Các nền tảng thương mại điện tử cũng sẽ là nơi mà các hoạt động kinh doanh diễn ra nhộn nhịp và sôi nổi nhất trong thời gian này. Cái đó là một cái xu hướng tất yếu. Muốn phát triển doanh nghiệp bây giờ thì 100% doanh nghiệp phải nghĩ đến cái chuyện là chuyển đổi số. Tại vì đối với dịch bệnh như thế này thì cái việc mà mua hàng buôn bán trực tiếp thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Thì cái việc kinh doanh online là một cái xu hướng mà chắc chắn tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm. Không thể phủ nhận những ảnh hưởng và khó khăn của dịch COVID-19 đã gây ra cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như đời sống kinh tế của người dân trên cả nước. Nhưng nhìn vào một khía cạnh ngược lại và khách quan hơn, đó cũng chính là chất xúc tác để các chủ thể của nền kinh tế buộc phải đẩy nhanh tiến trình cải cách, mà cụ thể ở đây là chuyển đổi số. Nếu tận dụng thành công cơ hội này, các nền kinh tế và nhất là các doanh nghiệp trẻ có thể bù đắp được những thiệt hại do COVID-19 gây ra.